cũng ngon lắm bác ơi. Dạ. Thì tiêu quá xíu. Dạ, nướng tiêu xanh. Đó. Đéo ngậy luôn hen. Được không? Em nói chưa? Dạ. Em nói thử chưa? Đó. Sơn Hà, xuống đó là tuột xuống sông á Sơn Hà. Qua tới thì kìa. À, sắp qua tới rồi sao không? Bữa nay nước xuống rồi cái bãi nó ra xa quá ha. Nói gì dữ vậy? Sơn Hà chào ông bà đi. Ông bà đi chơi với con nghe. Nãy Sơn Hà nói vậy là cô chú. Nói vậy sao hả? Cái bác hỏi là tàu này chở đi, cái Sơn Hà chỉ tàu đó. Cái con hỏi tàu nào tàu chở hàng, Sơn Hà chỉ tàu đó. Mình đang chờ phà ba. Bữa nay anh Thiên, má Năm, dì Út, cái Xuyến, chị Sơn Ca hen. À, quan sân chào cả nhà nha. À, hôm nay mình qua Tiền Giang quán cô tẻ ha. À, bữa nay dẫn anh Thiên đi ăn ốc với tôm cá ở sông Dòng Cỏ nè. Và qua tới rồi. Tới rồi kìa. Và tới rồi. Quá hao hả? Con coi chừng, con đừng có đi xuống đó nghe. Tụt con á. Tới rồi. Con đi lại bằng ba đi. Con đi lại. Ừ, phà qua tới rồi. Con đi xích lại ba nè, để phà nó ủi à. Lẹ đá lẹ. Đó. Mẹ dắt con nha. Mẹ xíu dắt đi. Rồi chờ xe dưới lên, xe trên xuống nha. Ở bên kia là Tiền Giang đó nha ha, còn đây Long An, còn đây là sông Dòng Cỏ nè. À, ở bên trái mình đó là ra biển đó, à, về Cần Giờ đó. Còn bên phải của mình đó là mình về hướng Dòng Cỏ Đông, Dòng Cỏ Tây ha. Trơn lắm á nha Xuyến. Chờ xe xuống rồi tới mình đi xuống. Xe nha, trên đường xe xuống anh Thiên. Rồi gối gọn nó táp vậy rồi không? Chị đi nay cũng 20 năm rồi. À quá xa rồi, chưa đẻ thằng An nữa, nay An 19 tuổi thì. Bãi này bồi quá trời bồi luôn. Giờ xuống lên đâu nổi đâu. Sình lúng nghe. Cái này cái khổ lên luôn, không biết làm sao mà lên. Sình lúng dữ hay gì? Sình nó lúng lắm, nó bồi. Bên kia thì nó khuyết. Mấy chị bán ở bên Tiền Giang qua đây bán hả? Dạ. Yeah. Giờ qua nói tiếng Giang với giờ qua cái đồ. Tới nhà rồi á. Dạ. Còn hồi trước đi đường vòng hả gì hay là đi đò nhỏ? Đó đi chiếc đò nhỏ. Đò nhỏ hả? Đò nhỏ rồi sao xuống được? Đi đinh từ đò mở vỏ xuống. Rồi đó em đi là em sợ hai người khiêng chiếc xe máy, còn giờ vỏ cái đống này nè. Ờ thì cũng xuống vỏ xong rồi khiêng từ vỏ. À khiêng từ vỏ hả? Cực quá ha. Ngày xong bắt đầu lên đây bắt đầu mới đẩy xe khiêng từ vỏ lên. Dạ. Dạ. Vậy là bán rau hả? Bán rau. Rau hả? Cứ quay hoài đó hả? Dạ. Là ba xe này bán rau hết. Bên Gò Công thì có dùng nước ngọt và nước ngọt dẫn về nên ta trồng rau được nhiều nên là qua bên mình bán. Bên em trồng rau dở lắm, nước mặn á, nó lụng hết rau à. Dạ. Dạ. Thế vừa uống cũng nghe mặn mặn nữa. Nhưng mà nó nghe mặn mặn mà cũng có uống cũng có ăn khỏi luôn. Dạ. Có ăn cái gì vậy rau không? À hả? Rồi pha rồi bán nè. Mặn quá sao ăn ta? Mặn quá cũng khó ăn. Dạ khó ăn lắm. Mặn mặn à. Chứ không phải nó mặn mặn ngọt ngọt ha. Giờ tiết kiệm thời gian hả? Lặt rau chút về nấu cơm hả? Mang cái tập. Mang cái tập. Mang cái tập.
có thơm không? Xương nó ủi cái tôm hoài. Ngó lâu lâu ngó chứ cái mũi của hàng không hả? Cứ là ký tôm hoài à. Bị dính rác rồi, dính vô chân vịt rồi. Bữa chiều nay mát mẻ quá chừng á. Không có mưa đỡ, hồi sáng mưa quá trời mưa. À, bữa nay cô chú mình cùng đi phà từ Long An qua Tiền Giang ha. Hồi xưa là cái chiếc xuồng rất là nhỏ, đi chiếc xe máy là hai người khiêng xuống rất là cực. À, nên mấy vị nãy đi bán là phải bỏ mấy cái vỏ rau xuống nè. À, còn bây giờ chạy cái e xuống luôn, xe hơi qua cũng được luôn. Chiếc phà này xe hơi 7 chỗ qua được. Đi nè, nhớ bà nội anh. Hồi đó nhớ một hồi nhỏ là cứ lóc cài bà lóng bóng nè. Cứ nếu mà ta đi với con, với dâu, rồi lỡ mà ta té xuống á, cái tàu nó chìm á, thì là cứu ai? Cứ bà nội anh lúc nào cũng câu đó hết á. Anh nhớ tới bây giờ luôn mà. Dạ, anh nói cứu ai? Không, thì hồi đó mình không biết là tại sao mà. Mà như anh á, anh bỏ cả hai luôn, giờ một mình bơi qua con tẻ anh nhậu bên mình nè. Dạ, mệt lắm. Còn hồi xưa nó lại sao? Mấy bà hồi xưa em cái đem con nó bắt cỡ nha. Nó đi với vợ. Vợ với mẹ bây giờ mày cứu mẹ, ai hả? Cứu ai? Khỏi đi chung. Đem con. Rồi lúc đó trả lời sao nè? Không á, không phải nói anh mà nói. Nói những người khác hả? Người lớn cái nghe con nó hoài. Ủa nãy giờ có ai trả tiền phà chưa? Nhiêu tiền tất cả chị? 24 ngàn à? 6 người là 24 ngàn. Em bé được miễn phí hả? Đi phà thì qua sông mình hơi ngán, nhưng mà đi nó rất là gần. Qua sông cái tới à. Từ từ nha, cho xe chạy lên cái đã nha. Xe lên nha. Trơn nha, đường trơn nha. Ủa đi đâu vậy? Ủa đâu vậy bạn? Sao quá vậy? Em hàng xóm. Rồi mình vừa lên phà cái là cái quán bên trái luôn. Còn nếu mà như cô chú mình ở Sài Gòn về á, thì mình phải qua cầu Mỹ Lợi ha. Rồi mình đi dọc theo cái bờ sông. Rồi mình vòng xuống đây. Sơn Hà tới nơi chưa Sơn Hà? Tới rồi hả? À, đây là quán cô tẻ bánh đò cả nhà ha. Ở ấp Mỹ Xuân, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang ha. À, có số điện thoại nè, cô chú mình muốn hỏi trường thì gọi vô đây nha. 0908 391 063. 0908 391 063 nha. Dạ, thấy cái gì tẻ? Dạ. Dạ, dạ, gì? Dạ. Chị khỏe hả? Dạ. Rồi mình vô lựa mấy ốc đi anh. Có gì ăn không? Có gì ăn không? Cá này cá gì vậy chị? Cá ngát bự quá ha. Ừ.
thường thì cá ngát mình hay ăn con nhỏ nhỏ cỡ cá trê. Đây, ở đây có nhiều loại cá lắm cô chú ha. Cá út nè, cá ngát nè, mấy con cá bông nè, tôm tích nè, rất là nhiều loại luôn. Đồ tươi không ạ? Bên đây là cua nè, ốc, hào. Lấy cái lưới bùng á, chặn rác rồi. Mấy tôm này là tôm sông rất là ngon ha, tại vì nó có nhiều cách size lắm nè. Size lớn, size nhỏ, nếu mà cho tôm nuôi thì nó có một loại. À, còn cái này tôm sông nó mắc hơn nhưng mà rất là ngon. Bên kia là mấy con ếch. Dạ. Nãy giờ mấy món rồi chị? Đó đó hả? Rồi dẫn bà Út đi đi. Út dẫn bà Út đi. Đừng đi, dắt bố chứ con. Dắt bố đâu đâu. Dắt đâu đâu. Vô cái chỗ nào đâu. Đâu đâu đâu. Rồi, mình ở đây hết chứ hả? Ở bên đây là bên lỡ nè, hồi trước bị sạt, quán bị sạt rồi đi rất là nhiều đất luôn á. Còn bên phía bên Long An là bên bồi. Ừ, rồi vui. Ở đây anh Thiên. Ở bên đây là bên lỡ nè anh. Đó, đất nó lỡ vô còn nãy cái phào kia bên kia nó bồi, bồi qua quá trời xa luôn ha. Ở bên kia là bên bồi vậy. Con không nghe âm điệp bên trong buồng làm gì điệp hát ha. Nhớ dòng sông xưa bên lỡ bên bồi. Nhớ con đò nhỏ sớm chiều nước khắp đó. Qua đó hả? Có cây quạt, qua đây đi, con ngồi đây đi. Không. Sơn Hà đi chơi vui không Sơn Hà? Con rể. Dạ vui. Con rể hả? Con rể bây giờ mới thấy. Dạ. Thay gơ hả anh? Thay Sài Gòn. Thay gơ hả? Cho mấy lần thay gơ anh? Nước nông hả bà? Cái nào ngon? Anh Út uống gì? Em bạc ngon lắm. Anh cho em một chai nước suối nha. Dạ. Một xì tin, Sơn Hà ăn uống gì? Coca hay xì tin? Xì tin. Nước thôi. À, cái nước uống gì vậy anh? Cái con mới đi lại cái đó mà không biết là cái gì nhờ. Cái đỏ hả anh? À, màu xanh, màu đỏ, nó có màu xanh đúng không? Nước ngọt đó anh, nó là màu xanh đỏ. Cái nhỏ là màu xích cái đó mà. Nói ngỏi đây nè. Nước ngọt bớt ra. Đâu quá. Cặp chân mày nó giống ba quá. Hồi sáng không chịu nói giờ về nói như sáu rồi nè. Anh Yên nhà giữ nhà hả chị? Nãy rủ anh Yên mà anh Yên nói nhà khách đông quá không đi được. Ơi mấy em nó đi mảnh nhiều mình mấy nó lôi ngôi. Nó đi mừng tàu ghe mà máy thà máy hả? Mấy đứa mừng. Dạ, mừng nó nhiều hồng quá. Mấy đứa nó dễ thương lắm sao. Nó làm như là chị nó là Phương rồi nha. Tự Phương bình tĩnh vậy đó. Ở đây anh có kỷ niệm sơn. Chúng ta lầu tiên tới đây nè. Quán này hả anh? Ừ. Cái hồi đó có con bé nó bán cái cốm á. Mà xong cái đứa em họ ở trong Sài Gòn nó nói con là cốm này ngon lắm, ăn cốm ngon lắm.
rồi xong cái bao nhiêu á mình xong cái còn mới mua bao nhiêu tiền con quên rồi mà hai bịch như vậy nè, hai bịch đầy luôn, tức là như mua hết không sao á, mà về chia nhau ăn không đi đâu trên xe cũng có cốm đó mà con qua thì xỉ luôn vẫn còn á, ăn hoài không hết luôn, anh mua hai bịch rồi nè, nó rẻ quá, dạ không hết luôn, thấy tội mua hết luôn. Nay trở lại không gặp em đâu. Dạ, không có, nhớ. Lâu chưa rồi nè? Dạ lâu rồi, con dạ. Vậy mà chị Nguyệt Nga nhớ quán này hay ha. Đó, dạ. Tại vì hồi xưa là chị đi bằng đường bộ, còn mình đi đường thủy. Dạ, chị nhắc anh ấy biết cho anh không nhớ. Về đây là ăn nhiều hơn ở bên đó nè anh. Ăn nhiều. Chắc là ăn lên ký à. Ừ. Lên ký mắt đẹp trai là em chịu nha. Nói trước cái này lên 4-5 ký nữa vẫn đẹp. Ấm ấm mèo khỏe. Cái này lên 4-5 ký được. Chưa có đẹp chứ chưa có xấu. Nước xe hài ngon quá. Cho bác uống không con? Con mời bác uống đi. Bên thị sĩ là không có sông nên đâu có quán bờ sông kiểu này phải không anh? Có rồi. Dạ nhưng mà không có mấy cái đồ hải sản như vậy. Dạ. Dạ không cháu nước biển. À dạ. À có ha. Dạ. Dạ là bên đó là dùng đồi núi ha anh. Thử tí, thử dạ. Cho anh tí. Anh thấy đỏ đỏ. Dạ. Đỏ đỏ em nhỏ ha. Nhỏ lắm. Đây con nè. Chút tiêm nữa con. Coi chừng uống ghiền ngày mai bắt chuyển qua uống xì tin không đi. Đừng rất đầy quá không ngon. Rất đầy quá. Mấy đứa nhỏ thích đi. Cái này giống như syrup, giống như nước ngọt. Mấy này nó không tốt cho sức khỏe, đâu có cho nó uống thường xuyên. Ai nặng? Dạ chưa mà nổi ra nè. Nói chưa mà nổi ra. Ai nặng cái? Uống cho nó ai? Ai? Ôi chừng mẹ ra đi, mẹ con bằng. Chừng mẹ. Rồi vậy cả nhà mình ăn trước ha. Bây giờ mà mình ăn trước con Hào. À con không biết rồi. Mình cả nhà mình nghe ba mình bổ. Té bổ cũng to. Anh thì nhiều ký anh Thiền. Anh năm 11, năm 2 thì chẳng nhớ. Ôi nhẹ quá. Nãy chị gọi mấy món hả chị? À Hào. À, cua đăng me hả chị? À cua đăng me. Rồi hình như là ốc sầu tỏi. Ốc mỡ sầu tỏi. Rồi cái con ốc gì con nghiêu hả? Con nghiêu nướng. Nghiêu nướng. Là bốn món. Hay năm ta hồi nãy nhìn như. Con nghiêu hai loại nghiêu. Hai loại nghiêu giờ 6 món. À. Ủa 5 món. Ừ. Ôi có mời má năm. Dạ. Mời nhà nha. Dạ. Mấy em ăn ngon dạ anh Thiên. Hoàng Sơn mời cả nhà mình hen. Cả nhà mình cũng thấy hiếm khi Hoàng Sơn uống bia hay. Bữa nay mình làm lon lâu lắm rồi, mình hồi xưa khi mà làm bên hãng xưởng này uống rất là nhiều, từ hồi vô Sài Gòn mười mấy năm sau là không có nhậu luôn. Cái đó hư tại anh Thiên nha. Hư tại anh Thiên. Thỉnh thoảng có những cái bữa tiệc lớn á là mình mới uống, hoặc là sau này lái xe á anh Thiên, nên là không có uống một giọt nào luôn. Thì ra công an phạt nặng lắm. À đây cái món này rất là ngon, ở đây quán này gia vị ngon lắm anh Thiên. Ngoại thích nhất là món răng me. À, này tóp mỡ nè. Này là gia vị ngon lắm. Này ốc mỡ răng me. Ốc mỡ sầu tỏi. Tỏi hả? Tỏi. Ốc mỡ sầu tỏi. Miếng không ăn được. Con muốn ăn. Con muốn ăn hả? Cho con ốc nha. Con tóp mỡ không? Cho miếng tóp mỡ chứ. Cay quá. Cay hả? Cho không ăn được không? Cho không? Dạ con chưa ăn. Dạ con sẽ thử. Để xích qua đi để gì vậy? Để đây được chị ăn nữa, để chị ăn nữa. Hùng có cái này nè cháu, cho lấy cái này nè, cái này lớn nè. Cây xẻ nè. Cái dễ. Thơm quá ha. Ừ, thơm ngon. Dạ. Ăn dạ, dạ. Dạ, mời cả nhà mình ăn. Nó còn nóng nó còn mới ngon. Dạ. Đó. Coi nhớ bữa ăn với lăng. Ở đây thì anh thấy là vị giống như mẹ nè. Sau rồi đó anh giống bị cảm cho nên đi không có được thức được gì. Con muốn nhà ngon. Đi ốc nè. Đi nữa à. Lỡ nào là anh chị về chung vui, ai giờ về có mình hay ổn ha. Về tại chung chị họ mẹ. Chung mẹ. Cái gọi về vài nôn.
anh về mà chị nôn, chị gọi về hoài giống như chị chuẩn bị về vậy đó. Trời ơi, tiếc quá trời luôn. Chị đau đi không được. Hồi xưa anh Thiên với chị làm ở tiệm á Úc nên là không đi được, giờ mình đi làm nhân viên cho công ty khác á nên là sắp xếp tiễn vậy rồi. Con này ốc gì vậy? Chị không biết ốc gì nữa nè. Dạ, nó đẹp quá ha. Con ốc này ăn nó cũng ngon lắm á sư. Dạ. Nãy chị kêu con không có kêu nữa. Chị không có kêu. Anh Thiên khen quá à. Họ là không bị khô. Thứ nhất không bị khô. Dạ. Cái gì gia vị vừa. Dạ. Cái nhiều chỗ như năng Sài Gòn nó khô quá. Ừ, là khô. Anh Thiên là đầu bếp á Úc, mà khen vậy là biết là dữ rồi đó. Sống kêu luôn vậy bạn ăn. Không có sống quá mà không chín vừa rồi, mà chín tới. Dạ, giờ chín tới mới ngon. Dạ. Anh Thiên học nấu ăn bằng tay. Món ăn Tây mà cuối cùng là làm nhà hàng Tàu. Ở nhà hàng Tàu họ có cấp bằng cho mình không anh? Không hả? À, chỉ cấp món Tây thôi hả? Dạ. Tại Tàu không có bằng. Dạ. Tây thì có. Ừ. Nhưng mà mình làm theo kinh nghiệm từ mình lên. Dạ. Còn nếu mà chuyên sâu anh kêu làm thêm dĩa nữa hả chị? Cái nào em? Cơm á. Cơm hả? Rồi lên món nghe. Cái này mình ăn cái vỏ không phải không? Rồi bỏ nè. Con dập. Nè mình người con này nữa đi. Nóng 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 phải không? Con còn nó nằm nha, con còn dạ. Con còn nhiều lắm. Thì mình dồn qua đây đi. Thôi nó ai gấp cho. Có cho cơm nó mì xào cho mấy con. Con ăn mấy con này trước đi con. Con ăn nó kêu lên. À ok. Dạ. Sơn Hà ăn em ru ta, ăn được không? Sơn Hà ăn ngon không? Sơn Hà ở nhà nay đâu ai ăn da gà nó ăn hết trơn. Ở nhà nay không ai ăn mỡ, mình nó ăn mỡ á. Nhìn tướng biết rồi. Ăn miếng cơm nha. Cơm chiên là sao không? Sơn Hà ăn cơm chiên nha. Cơm chiên nha. Ngon lắm. Bây giờ hết tấm mỡ rồi. Bây giờ hết tấm mỡ rồi. Đó bên cua có tấm mỡ nhiều lắm. Ờ tấm mỡ bên đó có. Ừ. Nó già chát rồi. Nó đã bắt cửa trên bà trên xã. Thấy đợt tôi điện thoại nói trên này không có sóng. Cái nó chỉ ở dưới sông không sóng hả? Sóng kìa. Con này ngon quá nè chị. Con này ngon hen. Để dọt nó dọt. Vậy hồi nãy tưởng nó dở. Cua nó nè. Cô đang mê món này ngoại rất là thích nè. Hồi mình đem về để mai hâm lại cho ngoại. Nè con dọp mà cả nhà thấy tưởng nó dở ha, nhưng mà gia vị rất là ngon rồi đó. Thì tiêu quá xíu. Dạ nướng tiêu. Tiêu xanh. Đó. Béo ngậy luôn ha. Được không? Anh nói chưa? Dạ. Anh nói thử cho. Đó. Ta đã ha. Này phải hấp con nước nữa. Đây, mời cô chú nghe. Đó, hấp dẫn ha. Anh chưa thử cô ramen phải không? Không, không, chịu ăn nhiều nhiều quá không? Không, ngon. Mình thử cái gia vị á. Thấy ăn chứ. Dạ, con thử, con thử giờ. Con thử con đi. Dạ không, con ăn luôn. Ăn luôn cho Cà Mau đi, ăn luôn. Gắp cho anh đi xin cá. Không, không, không nhiều, không ăn hết rồi. Ăn. Ăn nhiều chưa? Không sao đâu. Cua là không ngon không? Nữa đi hành. Ăn đi. Bắt mấy con cua này cực ha. Dạ mẹ ở trong mấy cua. Mẹ kể hồi xưa là họ đào lên cỡ một cái cỡ cái bàn như vậy nè, mới bắt được con cua. Lúc đầu mình luôn á. Đầu nó to cái này nè, cái sâu móc á, thò vô móc nó ra. Đầu sâu thì gần cái nó mới thò cái móc móc nó ra. Sâu lắm. Sâu. Ngứa không? Cơm không? Bà chín nãy bà khi lắc
ảnh nói thôi ta bị bắt cua ngay chỗ chạy ông ngoại nãy á, cái lội qua cái rạch mà bà đi mình bà gan thì chứ ai dám đi lạ mà ai dám ra đó, mà đó ngoài đó là rẫy không, không có nhà cửa. Cái bà cái vỏ định bắt cua bắt cá á, bà lấy đó cái bà tô nó lên nó là nửa vỏ, cái bà bắt được mấy con cua nhỏ nhỏ nè, cái bà để nó vô cái bà lấy mấy cỏ bà để lên, cái bà lội qua chạy á, cái mấy ông thợ cua chính bắt có hai con chính. Dạ em được bao nhiêu đây anh? Nửa vỏ xách lên nặng quăng nửa vỏ đất có 4-5 cua nhỏ nhỏ vậy, rồi cái làm lắc hính vậy, cái để mấy con cỏ để mấy cua lên. Dạ ở nguyên vỏ cua hả? Quá trời chính mình giỏi gì mà giỏi quá trời, thợ khen quá trời bằng bà gì mà giỏi quá trời. Lấy áo ngoài bệnh áo bà đen á bệnh đi mình hả, đi mấy tiếng đồng hồ về được nhiều mấy anh. À giờ bà về cười hả hả mấy ông người ta xí vẹt đất xong nè chứ bà chỉ lắc vậy á, rồi gian ăn chỗ lạ mà đi mình dơ dơ người thấy lắc nữa ra hay lắm, ra người đó đùm bồng cứ trong khe hồi xưa sao bà chính qua đó ở mà học mai đang học nữa chừng mấy ngày 30/4 á rồi về tốt đâu quên giải đầu mai nữa. Vậy về chính là học trò của hai hả? À, học nữa chừng chừng vài tháng cũng như bà chính thì hai chính lớp cũng cùng tuổi của bà chính học trò như hai năm đó là chính là 26 tuổi, năm chị hai lấy chồng là 28 tuổi. Nó chỉ lắc chỉ mình cua thịt mắc hơn là cua ghẹ mắc hơn. Dạ. Cua gạch sao mắc hơn? Cua này mắc hơn cua thịt. À, nó có gạch đó. Cua nó có gạch, cái gạch nó mắc hơn thịt ha. Nó mắc hơn cũng mấy chục ngàn tí. Ngày xưa là con cua nó mắc hơn con ghẹ rất là nhiều. Rồi bây giờ hai con tương đương giá rồi. Xưa cua mắc lắm. Con ghẹ nó có gạch không con? Con ghẹ nó cũng có nhưng mà con ghẹ cái vỏ của nó rất là mỏng, nó nhẹ ký. Đó mà còn bây giờ nhiều người họ thích ăn ghẹ rất nhiều nên là giờ ghẹ ghẹ cũng mấy trăm ngàn ký cũng trống. Không tương đương như ghẹ mà dẻo khỏi nó có gạch son không có hiểu. Nhưng mà con nghĩ do hồi xưa cua bắt khó nên là ghẹ bắt ghẹ ra biển mà cào cái là quá rề, còn cái này đào một cái miếng đất to cái này mới bắt được con cua. Bây giờ cua thì ta nuôi đó, còn ghẹ thì cũng vậy nên hai cái bằng giá. Cái gọi là thinh nên chết hết chết máy hả? Hết dầu. Ghe chạy xong bự rồi nhớ sao cái dầu nhỏ xíu nữa. Nó sợ rồi tối tới nơi thì giông gió nè, ở đây không biển nè, giông gió rồi nó sợ chết rồi, nó hai túi tiền nó kè kè đi tới đâu á tiền theo tới đó mà. Sợ mất tiền nữa thì sợ chết khỏi hai đứa cháu nhà nữa. Mà có người cha mình lưng nữa mà đứng ở mũi xuồng mà bơi vậy. Thằng chủ đò với lớn, chủ xuồng với lớn. Cái sơn vào đó. Chắc chắn sơn vào rồi. Con của anh gì ta nhiều nó bọc á, những rồi mấy kia thì miếu máu rồi đó, thì trên ở nhà thì đốt đèn lên đi kiếm thôi, không biết giờ tuổi gì đâu cả. Rồi sao mà chục người chết rồi thả trôi sao dòng nước hả? Rồi bơi. Mỗi ai mấy tay bơi cẳng bơi tung tung tự trên đó đó. Tại vì cái bến ở dưới sâu trên đó lại mà nó trôi khỏi cái bến đò này. Mà nước lớn thì chứ phải nước rồng chết bà. Dạ. Nước rồng là nó ra biển rồi. Nước rồng nó trôi ra biển. Nhờ nước lớn. Từ từ vô sao không đem theo dầu đựng mình. Nói dầu. Nói vậy mới bị chửi. Nói dầu. 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 Nói là từ đó đến sau mãi nó đâu thèm ngó mặt nha. Mà vẫn đi, em đi vẫn đi đó. Thì có em chiếc đồ qua thì đặt nghe nè. Ở đó đâu có phà này đâu. Đi xuống dưới chiếc nước đó dưới. Trôi khỏi. Là ở đây băng ngang đó đó mà trôi xuống nghe mà. Tại khỏi bên đồ này. Băng ngang xuống dưới rạch sâu dưới lắm ha. Rất là sâu dưới. Rồi cũng xa lắm. Tắp vô nó khỏi bên đồ Hồ Lộc này. Tắp vô. Quá, ở nhà khóc lóc, ở nhà sống chị xuống luôn. 8 giờ chưa về, thường 6 giờ về tới nhà rồi, giờ 8 giờ rồi chưa về tới nhà. Ở nhà sợ. Ừ,
nhà sợ chìm đò đó. Còn nguy hiểm quá anh không? Mà chửi mà lo mới chửi, còn người thì lấy thẳng tung, người kia dối tay bơi, người thì lấy dáng từng gánh đầu bơi. Rồi, dòm nghe, dòm coi còn có bên gì không nghe. Sơn Hồn. Đói dép Sơn Hồn. Sơn Hồn ơi, về Sơn Hồn ơi. À, đi ăn xong giờ mình về sách lũng cảnh nè. Mua cua cho ngoại. Chị Sơn Ca thì mua tôi cua cho con gái. À, vậy thôi. Rồi, bỏ rồi. Xíu bỏ rồi. Xíu Đồng Nai bỏ rồi. Con cầm điện thoại con hả Sơn Hồn? Dạ. Cầm cẩn thận nha. Con cầm được không? Này bà cảo cho. Ủa đó nghỉ hả? Sao nay nghỉ sớm vậy vậy? À, tưởng 8 giờ mấy người. Thường 8 giờ mà nay mới 7 giờ xong tới nhảy giờ chờ nửa tiếng à, không phải ba. Dạ. 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 À, mưa quá, không có khách nữa. Bữa nay á là anh đầu bếp mà khen là ngon lắm á gì. À. Mình nếu mà như mình ngại đi đò thì mình có thể đi đường vòng ha. Thì mình đi đường vòng thì không có đi đường vòng đi. Đi bộ. Đi bộ về đi. Mới quá mình chạy xe qua đây luôn, lỡ mà không có đỏ thì mình chạy đường vòng kia anh. Xa lắm. Rồi, Hoàng Sơn quay lại cái số điện thoại để cho cô chú mình nếu mà muốn hỏi đường tới đây ha, gọi trực tiếp cho quán nha. À. Đây nè. Rồi, có con thằng lằn nó nằm ngay cái số đó đây. À, cô chú mình xem nha. 0908 391063. Mà xin nắp hả chị? Bữa nay đò về ngủ rồi, bây giờ mình gọi đò ra. Giờ trời đã đời luôn. Đò ơi á. Đò quá, đò quá, mừng quá. À, bữa nay nước ròng. Đó nên là đò họ không có chạy. Rồi, đo tới rồi. Sẽ chân trật chân không? Từ từ sẽ không? Ba cặp bánh nha. Rồi, lên đâu. Bến nha. Được nhưng mà đi ngã kia gần. Đã trả tiền chưa? Rồi đến đây an toàn ha. Nãy tiền đò hết như vậy? 48.000. Rẻ dữ vậy? Rẻ vậy, hổm nhớ 80 mà. Rẻ quá rẻ. 48 mắc bằng đôi. Còn hổm là nhớ nhiều hơn. Dạ. Bao đò. À, tại vì bây giờ là vẫn còn giờ chạy. À, tại vì do người ta về người ta nghỉ chứ vẫn còn giờ chạy. À, hôm nay thì Hoàng Sơn cùng ở nhà mình đi qua quán Cô Tẻ ăn hen. À, cô chú mình có thể lên gõ quán ăn bánh đậu Cô Tẻ là cũng thấy nó ha, Tiền Giang. Rồi, cảm ơn cô chú đã theo dõi nha.
video kỷ niệm của Hoàng Sơn cùng anh Thiên và gia đình Nam Việt ha. À, tạm biệt và hẹn gặp lại.